Kính thưa quý ông bà và anh chị em, với cái chết của Chúa Giêsu Kitô thì dập giá trở nên biểu tượng của sự chiến thắng. Đó là chiến thắng của tình yêu trên hận thù. Nơi nào có thập giá, nơi đó con người còn tin ở sức mạnh của tình yêu. Đập đổ thập giá có nghĩa là chúng ta chối bỏ tình yêu và chúng ta nâng đỡ hận thù trong cuộc đời của chúng ta. Một thế giới không có tình yêu là một thế giới của sự chết chóc. Không cần phải chúng ta leo lên tháp chuông của nhà thờ để có thể triệt phá thánh giá. Như chúng ta đọc ở trên rất là nhiều trang mạng hay trang web thấy nhiều nơi bị đập phá thánh giá hay là rỡ bỏ thánh giá, triệt hạ thánh giá. Để làm gì vậy? Để người ta có thể không cho sự hiện diện của Kitô giáo trên một nơi nào đó. Người ta có thể xóa bỏ thập giá, xóa bỏ đạo nơi những mà Kitô giáo hiện diện. Vậy thì, nhưng thưa quý ông bà và anh chị em, những hình ảnh thù của hình ảnh của thập giá là dấu chỉ của tình yêu Chúa được ghi khắc trong tâm hồn của mỗi người chúng ta, trong tâm khảm của mỗi người chúng ta. Khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội thì dấu ấn của bí tích rửa tội có nghĩa là thánh giá của Chúa đã được ghi dấu ấn trong tâm hồn, trong tâm khảm của mỗi người chúng ta. Vậy nên là hình ảnh có thể triệt phá bề ngoài thánh giá, nhưng tâm hồn thánh giá bên trong được in dấu trong con người của chúng ta sẽ không bao giờ phai nhạt. Vậy thì tình yêu đó sẽ luôn luôn ở trong tâm hồn của mỗi người chúng ta. Ngài, vậy nên thưa quý bà và anh chị em, trong bài tin mừng hôm nay, sau khi Chúa Giêsu báo trước cho các môn đệ về cuộc khổ nạn thập giá của Ngài, Ngài liền gọi các môn đệ, mời gọi các môn đệ: ai muốn theo Thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Thưa quý ông bà và anh chị em, theo Chúa phải có những điều kiện. Chúa đã ra những điều kiện, phải từ bỏ cái tôi, bỏ đi những gì không phù hợp với lời Chúa mời gọi, với giáo huấn của Chúa mời gọi mỗi người chúng ta. Nhưng điều kiện, những điều kiện Chúa Giêsu để ra cho các môn đệ của Ngài cũng là điều kiện để ra cho mỗi người chúng ta hôm nay. Những điều kiện này không dễ gì để chấp nhận, bởi vì không dễ dàng một chút nào. Điều kiện đó bao gồm những đau khổ, những tử nạn. Và tuy nhiên, Chúa Giêsu không loan báo cuộc khổ nạn, còn loan báo về cuộc phục sinh của Ngài. Ngày thứ ba, Ngài sống lại. Giá trị đau khổ của Ngài là đem lại cho chúng ta sự sống đời đời, đem lại niềm ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại. Sự chết của Ngài đã khai mở một cánh cửa thiên đàng cho tất cả những ai tín trung theo Ngài, những ai bước theo Ngài. Vậy thì con đường Chúa Giêsu đã đi không phải là con đường trải thảm, không phải là con đường được trải trên nhung lụa, cũng không phải là con đường rộng thênh thang, nhưng đó là con đường hẹp, con đường đầy chông gai, con đường của sự hy sinh, con đường của sự từ bỏ những đam mê, những tật xấu nơi con người của mỗi người chúng ta. Chúa Giêsu đã từ bỏ thiên tính của mình đến để trở nên đồng nao cộng khổ với con người, trở nên giống con người nhưng ngoại trừ tội lỗi, từ bỏ quyền lợi của mình để phục vụ lợi ích nhân loại, từ bỏ những tiện nghi vật chất để sống nay đây mai đó, để thi hành ân phúc của thi ân sáng phúc cho nhân loại chúng ta. Đó là con đường Ngài mời gọi mỗi người chúng ta hãy bước theo Ngài, hãy từ bỏ lòng tự cao tự đại để chúng ta sống hòa đồng với anh chị em của mình, hãy từ bỏ lòng tham của danh vọng để sống thanh khiết, sống công bình bác ái với tha nhân, từ bỏ đòi hỏi phải có sự hy sinh, hy sinh bản thân để đem lại niềm vui cho tha nhân, hy sinh thời gian để phục vụ anh chị em của mình,
hy sinh thời gian để phục vụ giáo hội, phục vụ những gì mà Chúa mời gọi mỗi người chúng ta. Từ bỏ và hy sinh không làm cho chúng ta bé nhỏ đi, nhưng chúng ta được lớn lên và trưởng thành hơn trong ơn nghĩa của Chúa. Một người trưởng thành là một người biết hy sinh và nhường nhịn nhau. Một người được gọi là trưởng thành là người dám lãnh lấy trách nhiệm đối với gia đình của mình, đối với cộng đoàn, đối với giáo xứ, đối với xã hội mà mình đang sống. Vậy thì, thế nên sợ hãi đau khổ là trốn tránh trách nhiệm. Trốn chạy đau khổ là trốn tránh trách nhiệm, như hình ảnh ông Phêrô đã ngăn cản thầy mình. Tại sao ông Phêrô lại ngăn cản vậy? Bởi vì khi ông chứng kiến điều Chúa Giêsu phải thực hiện thánh ý của Thiên Chúa Cha, ông đã ngăn cản Chúa, không cho Chúa bước qua con đường đó. Vậy nên là Chúa đã quay lại bảo Phêrô: Satan, lui lại đằng sau thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là tư tưởng của loài người. Vậy thì thưa quý bà và anh chị em, người sợ hãi trách nhiệm đó là người chưa sống lời mời gọi của Chúa. Nhưng để sống lời mời gọi của Chúa, mỗi người chúng ta phải có ơn của Chúa, ân sủng của Ngài. Tôi cũng như quý bà và anh chị em, không phải là nói, nhưng chúng ta phải làm. Làm trong ơn nghĩa của Chúa, không phải là khả năng của mình có thể làm được điều này điều kia, nhưng chúng ta phải dựa vào ơn của Ngài, ân sủng của Ngài và tình thương của Ngài để chúng ta có thể thực hiện những điều mà Chúa mời gọi mỗi người chúng ta trong lời mời gọi của Chúa, lời Chúa cũng như giáo huấn của Chúa mời gọi chúng ta mỗi ngày sống. Thưa quý bà và anh chị em, là người Kitô hữu, Chúa mời gọi mỗi người chúng ta vác thập giá hàng ngày mà theo Chúa. Thập giá ở đây chính là bổn phận và trách nhiệm trong cuộc sống thường ngày của mỗi người chúng ta. Là người chồng và người vợ phải có bổn phận trách nhiệm, quan tâm, lo lắng và đem lại hạnh phúc cho nhau. Là người cha, người mẹ phải có bổn phận trách nhiệm nuôi nấng, dạy dỗ con cái nên người. Con cái phải có bổn phận thảo kính cha mẹ, kính yêu cha mẹ và vâng phục cha mẹ, đồng thời cũng biết chia sẻ trách nhiệm với gia đình trong khả năng và sức lực của mình để làm sao kiến tạo một gia đình đầy hạnh phúc, đầy tình người, nhất là có Chúa hiện diện trong gia đình của mình. Nếu mỗi người chúng ta đều biết chu toàn bổn phận của mình, trách nhiệm của mình một cách ý thức, thì chúng ta đang trồng cây hạnh phúc ở giữa gia đình và xã hội chúng ta đang sống. Thập giá của bổn phận sẽ không còn là nỗi khổ và là niềm vui, vì chúng ta đang cống hiến tài sức và trí tuệ mình để đem lại hạnh phúc cho gia đình của chúng ta, cho cộng đoàn, cho giáo xứ, cho môi trường sống chúng ta đang sống. Ngược lại, nếu chúng ta bỏ bê và thiếu trách nhiệm trong bổn phận, là chúng ta đang hủy cây thập giá hạnh phúc và chúng ta đón lấy những đau khổ trong gia đình, trong đời sống đức tin của chúng ta. Vậy nên là chúng ta thấy thập giá chính là biểu tượng của tình yêu mà Thiên Chúa đã cho đi tất cả để hiến dâng mạng sống mình cho mỗi người chúng ta. Chúng ta hãy học nơi Chúa để chúng ta biết học tình yêu tha thứ đó trong môi trường sống của chúng ta. Xin Chúa luôn luôn gìn giữ và nâng đỡ chúng con để chúng con biết học nơi Chúa, biết hy sinh, biết hãm mình mỗi ngày, để chúng con biết thực hiện tình yêu đó trong cuộc đời của mình, để qua tình yêu đó chúng con làm chứng cho Chúa giữa cuộc sống của chúng ta. Bởi vì chỉ có tình yêu, sự hy sinh, sự bác ái và những hành động của chúng con thì chúng con mới có thể làm chứng cho Chúa trong môi trường của mình. Xin Chúa nâng đỡ và hướng dẫn chúng con để chúng con biết thực thi lời Chúa mời gọi chúng con hôm nay. Amen. Xin mời cộng đoàn.